Nhạc tiếp đi, ta đã uống nước đâu không. Mà không, tôi bảo ông tiếp đi. Đã đang hứng khởi thì ta tiếp luôn đi, lại còn cứ dừng dừng làm gì. Thôi thì đố nhá, đố này. Bây giờ đố là Xuân Hinh là một người đàn ông cởi chuồng đi. Ông này tết nhất thì sao ông lại cứ thích nói những cái chuyện mà nó không có ra cái gì cả. Sinh ra gọi là trần như nhộng luôn. Xong tự dưng rời rét như thế này, mà xong tôi nhảy toàn vào phát xuống ao. Đấy, thế thì bây giờ cái này nó tương ứng với cái câu gì của các cụ vậy? À, đang đố tôi hả? Đố cả sao tôi. Ồ, nếu mà Xuân Hinh mà không mặc quần áo mà nhảy toàn một phát xuống ao thì cái hình ảnh đấy ấy, người ta lại liên tưởng đến cái câu người ta câu gì gọi câu là gì chim sa cá lặn. Ui, quá giỏi, giỏi quá. Đúng không? Quá giỏi. Chính xác. À, quả nó uyên bác. Tiếp luôn. Tiếp thế luôn. Vẫn là Xuân Hinh không mặc quần áo gì. Vẫn gửi chuồng. Vẫn thế mà không nhảy xuống ao mà lại nằm áp xuống mặt đất thì nó tương ứng với cái câu gì? Mẹ này nằm áp xuống mặt đất thế này bó gầm lắm nhỉ? Mẹ đồ ái hoàm thế này. Nhanh, thua rồi gì? Mẹ đất lành chim đậu. Có phải bác? Mẹ đất không. Bác để các bác đừng vỗ tay đập vào mồm em thế. Đất lành chim đậu. Giỏi. Đất không lành là đất nó nhậu ngay chim. À, bản thơm có mà nhậu được. Ôi giời. Ôi giời. Tiếp đây này. Ai tiếp? Tiếp đi. Ai tiếp đây? Đến ông. Ừ. Thì vẫn là Xuân Hinh, vẫn cửa chuồng. Nhưng mà có một cái lịt buộc cái này để cho nó đỡ ấy. Thế xong rồi mẹ rời rét căm căm thế này này, nằm bo ra một cái tấm đá. Tấm đá này thì tức là không nằm xuống dưới đất mà lại nằm nằm đá trên cái tảng đá. Nằm đè trên tảng đá luôn. Ờ. Đấy. Thế tương ứng câu gì? Hỏi mẹ nhanh lên. Trứng chọi đá. Quá tuyệt vời. Mẹ chọi cả cặp. Em ơi, này, thế tiếp luôn nhá. Cũng vẫn là Xuân Hinh. Chả biết buồn chuyện gì mà không mặc quần, không mặc áo, tự dưng đi lên một cái ngọn núi cao chót vót, có một mình thôi. Thế xong đứng dương cánh lên này này. Thế đứa nào nó ghét quá, nó đổ sơn trắng nó từ trên đầu xuống dưới chân. Thế cái hình ảnh đấy người ta liên tưởng đến cái con gì? Mẹ bà rắc chỉ lại con chim rồi ấy gì. Bà cứ tưởng tượng ra chim thì. Nhưng mà nó phải chim gì? Chim trắng mồ côi. Giỏi thế. Tình anh như con nước, con sông dài. Con được về cho cây trái cho bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Anh bên bồi em bên lá mong chờ. Sao cái mắt ông nhìn nó cứ đĩ đĩ kiểu gì ấy? Mắt lại cứ nhìn người ta hau háu ấy. Vâng. Này. Bà ơi gió về bà biết nhìn cánh hoa đào là thấy xuân. Lộc Vương thay áo quất vàng tươi chiếu cây. Một bầy chim chuyền hót đâu đây. Đời tôi mãn nguyện vì có ông. Tựa như cánh diều gặp gió đông. Dù cho năm tháng đã tàn đi sắc xuân, may mà vẫn còn lung linh. Ôi giời, lung linh cái gì? Xưa nhô lên cao nhìn giống hay quả núi, nay tan đi đâu chạy xuống bên đầu gối. Chúng ta giống nhau vì sắp xa thế nhân. Trông sao tuổi già, trông sao thời gian. Ai ở nhà không? Ai tự vào nhá. Ai đấy? Ai chả biết ai vào ai, nó nói cái gì đấy nhỉ? Đứa nào đấy? Đứa nào đấy?
một gì. Nhà mày sao nằm hầm thế nhỉ? Bình Minh ơi dậy chưa? Chưa. Ôi giời. Nhà đang kiếm ô xin phải không? Tôi đang như dòng sông thấy cô đơn và lạc lòng. Hôm nay tôi vào đây để tôi nói với ông bà một câu. Ông bà hãy nghe tin một lần. Đấy. Bà hỏi tôi chứ biết hỏi ai. Mẹ nó sộc vào mẹ lắm hâm lắm. Biết là mẹ thằng nào. Ngoài kia lúc lấy thấy ba đôi khoác vai nhau. Cứ đi trên này hâm này. Đi ra lại một thằng. Hai đứa ngoài kia cứ thế đi. Mày mày vào nhà phải có chủ, vào chợ có bảo vệ. Chứ mà sao mày đi vào không chào hỏi ai. Mày sẽ... đấy, chết. Hồi hộp quá cháu quên. Thế thì để cháu chào chứ có cái gì đâu mà. Good morning lady and gentlemen. À, mẹ à? Mày được đụng hàng tiếng Anh thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and thank you very much. Vuốt tóc sờ ti. Bác ơi. Vuốt tóc sờ ti, sờ ti là sờ ti. Bác sờ ti ai? Mẹ mày đụng hàng bác rồi. Đâu mà bác sờ ti, sờ ti. Điên mẹ. Cháu chào thôi mà. Tiếng Anh. Không. Được rồi, để đây tôi dịch cho nó để nó hiểu. Tức là ông ấy mời cháu ngồi. Ngồi đi rồi cháu muốn nói gì cháu nói. Không. Cháu đến đây không phải để ngồi. Nói thật sự với bác là cháu đến đây để cháu tuyển ô xin. Chứ cháu không phải đến đây để cháu ngồi. Thì cháu cứ nói đi, cháu bình thường thôi. Cháu làm gì cháu phải la hét lên như thế. Thì bác... Cháu đến cháu tuyển ô xin đúng không? Vâng. Cháu nghe cái này trên mạng à hay sao? À vâng. Không mà cháu biết nhà bác tuyển ô xin. Cháu đọc được thông tin ở trên mạng mà cần tuyển ô xin cháu mới đến mà. Mà bác trai bác ý, nóng tính quá. Không thì thôi cháu cứ ngồi đi. Thế rồi mày sao? Cứ ngồi đi mày xong rồi. Khỏe mạnh thế mà lại đi làm ô xin. Làm ô xin. Nghề nghiệp thế nào? À, nghề nghiệp để cháu trình bày. Chuyển ô xin phải đơn giản, phải trải qua mấy vòng chứ đừng có vớ vẩn. Bác cho cháu trình bày nhá. Mẹ. Rồi, cháu nói đi. Là ngày trước cái cháu làm văn phòng, nói thật sự là cháu tìm hiểu kỹ thị trường rồi. Nói đúng là làm văn phòng ấy, lương thì ít, đít thì rất dễ mọc hoa. Rồi, ăn mặc sang trọng thế này mà ở bẩn thế. Sao lại hoa cỏ lại mọc từ dưới mọc ngược lên thế hả cháu? Bác hay, bác biết một mà bác không biết hai. Mọc hoa ấy có nghĩa là hoa trĩ. Chị. Ngày thôi. Xưa cháu làm văn phòng đấy, cháu sợ là cái nguy cơ bụng to, cái khu áp suất dưới này nó mạnh. Bụng bụng này này ta. Này bụng to là lò xo nó rụt. Cái lò xo thì nó liên quan gì đến cái trĩ? Vớ vẩn, để đấy cho cháu nó nói ông này. Bác để rồi cho cháu nói đi. Đấy là sợ bị trĩ. Mà làm ở ngoài ấy, thì nói thật sự là cháu nắng gió là cháu không chịu được. Cháu cứ phải làm ở cái chỗ nào ấy mà nó mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Khôn thật. Thế là cháu mới phát kiến ra cái thị trường béo bở bây giờ vẫn phải là ô xin. Phát hiện ra đấy. Thế thì xem bằng cấp nó thế nào? Bằng cấp, ta hỏi xem là... Có học, có hành không? Học hành gì thế nào hay là hết lớp 12 thôi? Cháu á? Ừ. Cháu tốt nghiệp thạc sĩ ở bên Mỹ. À, Mỹ Đình hay Mỹ Thoa hay Mỹ Hào? Hay là Mỹ gì? Mỹ gì? Này, bác đừng có mà xúc phạm cháu nhá. Bố mẹ cháu cho cháu đi ăn, đi học đàng hoàng, học ở bên Mỹ, là bên American. Bác thì cứ bẻ sang Mỹ Đình, Mỹ Hào. Này, tôi nói cho mày biết này. Cái thằng bố con mẹ mày cho mày sang Mỹ mấy năm rồi là ít nhất là hết 7 tỷ. Nhà tao có người đi Mỹ tao biết rồi. Thế sao không học xong ở bên đấy? Làm việc kiếm chắc để mang về cho đỡ bố mẹ. Để đâm về đi làm cái nghề ô xin như thế này. Mày là cái thằng con mất dạy. Ô xin nó là đam mê của cháu. Cháu ơi, cháu đam mê làm nghề ô xin à? Vâng. Thế tại sao cháu không bắt đầu từ trước khi mà cháu lấy 7 tỷ của bố mẹ cháu đi học? Chứ cháu làm thế khổ thân ông bà. Thế học xong rồi bây giờ lại quay ngược trở lại làm xuất phát điểm từ đầu à? Ôi. Làm mẹ ô xin từ đầu có phải đỡ tốn tiền không? Hai bác chưa hiểu rồi. Thời buổi công nghệ 4.0 nhá. Người nghèo thì không bao giờ thuê ô xin được. Chỉ có người già. Già các bạn là xà xà. À. Già tao ăn hết của mày xong mày chỉ thẳng vào mặt tao mày bảo tao già đấy. Ai già đấy? Người giàu, cháu không nói bác.
nó bảo người giàu. Người giàu người ta mới có khả năng để thuê ô sin. Bởi vì nhà giàu ấy bây giờ người ta dùng máy, người ta lau đấy, rửa bát người ta cũng dùng máy, máy giặt người ta cũng dùng máy, bây giờ không giặt tay nữa rồi, mà thậm chí tẩm quất massage nhá là người ta cũng dùng máy. Đấy, mà chỉ có chúng cháu là những người cập nhật được công nghệ 4.0, chúng cháu linh hội được cái đó, cho nên chúng cháu là phù hợp nhất ở cái thời đại này. Gọi là gì? Everything in your house. Ở đây cứ phải để cho it's me do it. Đấy, nó lại nói tiếng Anh, nó nói cái hiểu gì không? Nó bảo tất cả mọi chuyện trong nhà này để nó làm. Bà giỏi nhỉ, bà dịch giỏi đấy. Ừ, cái này chắc thằng Thắng nó thuê rồi. Ờ, thế thì nhưng mà tại sao là cháu lại cứ phải đâm đầu và cháu làm ở nhà bác thế? Ôi giời ơi, đây nó là cái plan lớn của cháu mà. Cháu khẳng định với hai bác nhá. Xu thế tới đây là người ta sẽ tuyển toàn ô sin 4.0 như chúng cháu thôi. Thay đổi hết toàn bộ ô sin cũ thôi. Hai bác có hiểu không? Ai bảo mày thế? 4.0, cháu khẳng định như thế. Đó là xu thế à? Vâng. Thế nhưng sao mày cứ phải chọn chúng ta để mày đâm đầu vào đây mày làm? Vì hai bác già rồi, mắt nhìn không rõ, tai nghe không tỏ. Đấy, cháu vào nhiều khi cháu nhặt nhạnh tí chứ. Này, này nhá, bố mày không nghe được chữ trên nhưng nghe rõ ràng cái chữ nhặt nhạnh nhá. Mẹ không. Nhặt nhạnh nó vào đây định ăn cắp đâu mà. Ôi rồi. Cả đêm ông không ngủ đây đâu mà thời gian mà ăn cắp. Ông ý là... Mẹ không, ý là hai bác mà nhận ông cháu vào đây không? Là rác rưởi xung quanh nhà là cháu nhặt nhạnh, cháu dọn dẹp thôi. Xuân Hình tiễn khách. Thế cho mày biến mẹ đi, ở đây nhiều mà. Này, tao nói cho mày biết nhá. Tự giới thiệu bản thân luôn đi. Mẹ, tao nói cho mày biết là tao đây này. Sao? 4 năm làm ô sin rồi nhá. Ôi. Tao là thằng ô sin đây này. Bây giờ bác nghiên cứu ra 4 năm rồi. Mày định vào đây để mày đá vào liêu cơm của tao à? Ừ. Mẹ, bác mày ông là ô sin đây này. Bác đùa thế không có duyên. Đùa kiểu thiểu năng. Mẹ, mày tao đùa. Tao đùa. Bố mày điên lên mà có giời còn bé. Bác nhá. Cháu nói cho bác biết nhá. Ờ. Từ nay cháu vào đây ý là cháu thấy bác không tôn trọng cháu đâu nhá. Bác không thuê thì thôi, cháu đi chỗ khác chứ làm gì mà bác cứ hùng hùng hổ hổ. Bác định đánh cháu mấy lần rồi. Thì mày đi, cháu thì mày đi. Cháu thành viên công nghệ cơ mà. Thì mày đi. Cháu không, mày bây giờ bác không thuê thì thôi. Bố mẹ cháu cho cháu ăn học 7 tỷ bây giờ vào để tuyển bác thì không nhận. Nếu mà bác cứ dè bỉu, không nhận thì thôi. Làm mẹ nó xin từ đầu đó phải mất tiền. Kệ cháu. Thì mẹ cháu mày. Đi chỗ khác đầy, cháu bán cái bản quyền trí tuệ này của cháu sống cả đời cũng hết. Ô sin 4.0 nhá, bác nhớ cái điều này, sau này hai bác sẽ phải ân hận về cái điều này cho mà xem. Cháu cả bác gái nữa. Bác lạy cháu, bác nói thật với cháu nhá. Bác nhìn thấy cháu là bác có một cái linh cảm không tốt rồi. Linh cảm gì ạ? Cái mắt của mày thì dài dại mà nó cứ thâm quầng thế này này. Mày mà làm việc ở đây ấy, có khi mày ăn cả chủ ấy. Ôi trời ơi, bác ơi. Ôi trời ơi, cháu... Cháu khẳng định luôn là cháu không ăn được hai bác. Kể cả bác trai lẫn bác gái, cháu chỉ ăn cơm, ăn gạo, ăn thịt, ăn thàn, rau, ăn này, quả này, thôi. Này bà. Không ăn được hai bác đâu. Tôi bảo này, cái giống hâm nó ăn khỏe lắm đấy. Thôi cháu đi về đi, bác không tuyển nhá. Bọn nhà bác không cần tuyển, đây có ô sin. Thế đi. 4 năm rồi. Thế trí tuệ 4.0 thế mà hai bác không nhận à? Không, mời cháu về, nhanh, phấn khởi. Biến mẹ đi. Cái giống hâm này. Sao ấy? Không biết trân trọng trí thức. Thôi cháu đi về. Nhanh phấn khởi. Nhanh về phấn khởi. Sau này bác sẽ phải hối tiếc chứ mà xem. Hối tiếc cái gì? Này bà không tuyển bọn hâm nhưng bọn hâm ăn khỏe lắm. Xuân Hình. Ngồi xuống đấy. Ông ngồi xuống đây tôi nói chuyện với ông một tí. Bà bỏ cái gậy. Ông cứ ngồi đấy. Bây giờ tôi hỏi ông cái nhà này á, tôi làm chủ hay ông làm chủ? Thì tôi làm chủ nhưng mà bà quyết. Tôi nói cho ông biết nhá, tôi để ý bao nhiêu lần rồi. Cứ ai lạ bước chân vào cái nhà này là ông cứ cố tình ông chứng tỏ với người ta là ông giống như là chủ cái nhà này. Thậm chí ông còn muốn người ta phải hiểu lầm là giống như ông là chồng của tôi. Tôi nói thật với ông ấy, ông vừa vừa phải phải thôi. Cái kiểu của ông thế cho nên thằng Thắng con tôi nó mới đi nó tuyển ô sin khác đấy. Bỏ cái thói đi nhá. Mà cái thằng Thắng ấy nó chả biết thương mẹ gì cả. Thuê ô sin thì hoặc là thuê hẳn đàn ông, hoặc là thuê hẳn đàn bà đi. Lại cứ 50-50 thế này thì có mở. Thật, cứ là xăng pha nhớt rồi nước mắm pha xì dầu thế này. Chán lắm. Tôi nói thật với ông, có những đêm ấy, khoảng 2-3 giờ sáng, tự dưng tôi thấy nhớ ông ấy.
tôi mở cửa tôi định đi tìm ông đấy, xong rồi tôi lại thấy ông cứ đứng ở trước gương, xong ông lại cứ thế này, cứ thế này. Ôi trời ơi, tôi hốt hoảng đấy. Thế bây giờ ông nói thật cho tôi biết đi, ông là ai? Who are you? Xuân Anh, thế anh là cô gái hay chàng trai? Ừ. Thế sao không cho bây giờ? Nhưng mà bây giờ là cái việc tôi làm bố xin ở nhà nhé bà, cái việc vệ sinh cá nhân là bà tự làm, bà có cho tôi giỡn vào người bà đâu. Ủa? Có sợ thoảng gì được đâu. Sao phải sờ vào người tôi thì mới chứng tỏ được đàn ông? Tỏ được đàn ông nó có phải sờ vào chứ không. Bây giờ cái tuổi này rồi, thú thực với các bác, tuổi già là như lá mùa thu, cái răng thì rụng mà cái chu là quên mẹ là cái chân thì mềm, nhìn thấy đấy mà vẫn thấy thèm, nhưng mà cái chân bất lực là chỉ xem không làm. Thì ta cứ phải thử thì mới biết chứ này. Tranh thủ lúc người ta còn son sắt thế này thì cứ mạnh dạn mà phấn khởi mà thử đi, được phát nào thì hay phát đấy. Thôi bà, tôi nói thật với bà là tôi nhìn bà tôi kinh lắm. Mặt thì mẹ nhăn như quả táo tàu, mặt thì như con giò con dại, cái mồm để thổi lửa, mà cái con cá ruột bể thế, nhìn thế nó bà nó phải gọi bà bằng cụ luôn đấy. Thì sờ vào này đấy, này làm gì da nhăn nheo ở chỗ nào hả, mồm cá chép ở chỗ nào, đây này bảo phải đụng chạm thì mới có này. Thế đã 12 giờ được chưa, này này đấy. Thôi. Xúc phạm thật, đúng là thật. Thôi nhìn thế ái quá, trông thế thôi, nói vui thế thôi. Còn đàn ông nói ghét là yêu à, đàn ông nói yêu là ghét nhá. Thôi nhá. Thế nào là sao phì cái nào? Thế tôi thế nào? Thế thương lắm. Có thơm, thật thế không? Hạt nào thơm cái nào? Chụp ảnh sao phì cái nào? Sao phì? Để các bác ở dưới kia bác cái chụp ảnh có sao phì cái nào? Sao phì nào? Trời ơi. Con chào mẹ. Thằng con. Thế sao mẹ bảo mẹ không có tuổi hồi xuân hả? Mẹ làm gì có. Thì mẹ bảo với con là ngoài bố con ra không có chàng trai nào thò được cái bàn chân lông lá vào trái tim của mẹ. Không thì đã ai thò đâu. Bây giờ con đi làm về, con đã chắc gì có hột cơm nào vào bụng đâu hả mẹ? Nấu cơm cho Thắng chưa? Nấu cơm này anh Thắng này. Thế tôi bảo mẹ anh này. Dạ. Anh cái thứ nhất là anh là người có học, có trình độ nữa, làm ăn phát đạt. Mà anh cái ngoại giao của anh kém lắm. Anh vào nhà phải có chủ, vào chợ phải có bảo vệ. Nhà này chết chủ đâu mà anh không có chào hỏi gì ai. Ô thế con chào chưa? Con chào rồi, con chào mẹ rồi. Chào mẹ rồi, nó chào rồi. Thế anh chào mẹ thì anh không chào tôi à? Anh đừng coi thường tôi. Tôi nói cho anh biết nhá. Tôi làm ô xin, tôi trông nom cái dạ dày của mẹ con nhà anh đấy. Đừng có coi thường tôi mà ra chợ mua rau ấy mà tôi cứ mua rau bẩn, tôi bảo rau sạch, làm mẹ gì tôi. Nấu ăn nhá, đun xong tôi đổ cho 2 cốc nước lã vào nhá, là mẹ con nhà anh đi cả đêm mà cái dạng đít to thế này là ngồi phẹt trong đấy tận sáng không vào được. Quá khổ quá, nên bây giờ xin lỗi. Thôi bây giờ bố Hình khoanh tay vào xin lỗi ông ấy đi. Con xin lỗi bố Hình. Ừ. Bố. Giờ bố mọi việc bố bỏ qua con cái. Bây giờ này việc rất quan trọng đây. Sếp con sắp đến đây chơi. Bây giờ làm sao bố lo cho con cái nồi lẩu thật ngon vào nhá. Thật ngon vào, tí nữa sếp con đến đây bây giờ. Sếp thắng đến. Nhưng mà tôi nói mấy anh hôm qua rồi anh nhớ chưa? Là hôm nay là tôi về. Tôi thuê xe rồi, hôm nay 30 Tết tôi phải về. Các cụ cần nghe tiếng nói của tôi. Sao lại về? Ủa thế sao bác xin con lại cho bác về? Đâu mẹ. Bác Hình bác cái điều ấy. Con nào con cho bác ấy về. Bác ấy xin con bảo không được. Bác phải ở lại đây với con là phục vụ mẹ con ngày Tết. Thế con có cho bác ấy về đâu. Đấy, đấy nhá. Con nói mẹ nghe. Người ta thì trả lương là tháng thứ 13. Con trả bác Hình hẳn tháng lương thứ 14. Thế tiền bác cầm chưa? Cầm rồi, nhưng việc về vẫn phải về.
Thế bây giờ trả lương bác tháng thứ 15 này, bác có cầm không? Cầm, nhưng vấn đề nhớ chưa anh, này ta vấn đề ta bắt ta là rồi. Tôi đã xin anh rồi, là tôi đã xin anh. Xin trước bao lâu rồi, từ ngày 30 tháng trước. Nay tất điên tôi về nhà ăn thấy Tết ăn lành. Một lúc tôi đã xin anh rồi thì anh hãy yêu cho tôi. Con cháu đang mong chờ miền quê chứa cha nên tôi cũng xin ông rồi, là tôi đã van xin ông. Ông nghĩ như thế nào mà đành về quê ngày Tết? Tôi vẫn đang đi làm thì ông phải chăm mẹ già. Nay tất niên tưng bừng, nhà ai cũng vui lâng lâng. Xếp tôi ghé qua bây giờ thì tôi biết sao xoay vần. Hảo Nghinh, thôi uống hụm nước này, đi đấy, xong này, làm này, nào để cứu thắng đi. Này này, xếp đến mà thôi. Con bà nó cứ hó, nó định nhai xương tôi đấy. Không, nó định giết tôi đấy hôm nay đấy. Bảy, con ơi, 7 triệu bạc một tháng nó gầm gừ cho nó hó. Thôi. Ai mà dám nhai ông mà gớm. Đây này, bố. Con xin bố, được chưa? Bố làm gì thì bố làm. Bố cố gắng bố giúp con nồi lẩu, được nhá. Thế không à, mai bố muốn về quê đúng không? Ừ. Con sẽ lấy xe ô tô, con chở bố về quê. Hương hỏa gia đình xong cái là con lại chở bố lên đây luôn. Ừ, thôi thế này nhá. Ừ, nấu lẩu thì được, nhưng mà ô tô mới tích chứ là tự động nhá. Bây giờ là nếu tôi đi xe của nó giữ tôi ở lại, nó không cho tôi về là tôi chết. Mà nó lại giữ tôi ngủ, mày ngủ cùng mày, mày ngáy thì chết mẹ tao. Không có được, cho nên là em bắt xe rồi là em về. Bà hiểu không? Nồi lẩu thì sao? Nấu. Bây giờ nấu luôn. Nấu luôn. Thôi cứ cho xong cái nồi lẩu đi con ạ, rồi tính tiếp đi. Ừ. Đi vào nấu cho thắng. Được rồi. Nhanh lên. Cầm nhanh. Cái áo vào. Thế mà tao nấu xong rồi tao ra nhá. Đi. Mẹ mày đừng có quay trường cô xin nhá. Ui, nhanh lên, cầm cả cái chổi vào. Cầm cái chổi vào, nhanh. Cầm gừ mẹ. Mày coi trường ô xin à, ai chăm cái dạ dày của chúng mày? Ông đổ bố mày nước lạ lớp vo gạo mà mồm. Cho mà ăn uống nhổ. Mày chết mẹ mày, đừng có tuổi. Dược phẩm PQA, học và làm theo lời dạy của danh y Hải Thượng Lãn Ông. Chữa bệnh, chữa vào gốc trăm bệnh đều khỏi, chữa vào ngọn trăm thứ rối bời. Thuốc PQA là thuốc đông y gia truyền được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GMP, WHO, thực hành tốt sản xuất thuốc, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GLP, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới, được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu vàng, sản phẩm chất lượng vàng năm 2022, là lựa chọn chất lượng vàng cho điều trị các bệnh mãn tính. Sản phẩm này có phải là sản phẩm của Dược Việt Đức, một nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm kính mắt tại Việt Nam. Điểm đến an toàn cho đôi mắt của bạn với những bác sĩ, kỹ thuật viên và các thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới, nơi quy tụ của những thương hiệu danh tiếng thế giới. Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, kính mắt Việt Tín luôn hướng tới chất lượng và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng, với mẫu mã đa dạng cho mọi lứa tuổi, máy móc, trang thiết bị đo khám, lắp đặt chính xác và hiện đại nhất hiện nay. Kính mắt Việt Tín, cho đôi mắt sáng, rạng ngời tương lai. Trên bước đường thiện nguyện, trời nắng mưa khiến bạn mệt mỏi và đau đầu. Đừng để cơn đau ngăn cản yêu thương lan tỏa. Travicon 650 chứa 650mg paracetamol, hiệu quả giảm nhanh các cơn đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau họng, đau cơ, hạ sốt do nhiễm khuẩn, do tiêm chủng vaccine và cảm cúm. Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người bệnh thiếu máu, bệnh tim, phổi, thận, suy gan nặng, thiếu hụt men do sáu BD. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Travicon 650, điểm tựa vững vàng, chinh phục thành công. Là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những trăn trở về gia đình của mình. Cơn đau nhức khớp của bố, những bước đi khó nhọc của vợ. Và tôi đã tìm ra giải pháp tuyệt vời.
đó là lựa chọn thang máy Advin trong ngôi nhà của mình. Thành công nhất của mỗi doanh nhân là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thang máy Advin, nhà cung cấp giải pháp tổng thể về thang máy đáng tin cậy nhất. Sơn Info, vẻ đẹp từ chất lượng. Điền lắm ơi, nhá. Không vì mẹ tôi nhá, tôi đập một phát ông chết luôn nhá. Đấy, chính vì thế nhá, tôi nói cho ông biết nhá, tôi mà tuyển được ô xin nhá, mà tốt hơn ông đúng lúc đấy đừng có trách tôi nhá, tôi nói cho ông biết, đang tuyển đấy nhá. Rồi ôi, thời buổi ô xin lên ngôi, có tiền mà không làm gì được cái này. Tiền không làm gì được, nhưng rất nhiều tiền thì lại rất làm được gì. Ôi trời, sếp ạ, mời sếp vào ạ. Ngọt ngào, sexy lady. Ui, sếp à. Sao mà Thắng lại run thế nhỉ? Dạ, sếp ạ, báo cáo sếp là tật của em nó thế. Em cứ nhìn thấy gái đẹp, em cứ nhìn thấy người con gái đẹp một cái là em cứ rối tinh như thế. Mời sếp ngồi. Dạ, mời sếp ạ. Này, hôm nay mới đến thăm nhà đấy nhỉ? Vâng. Đẹp quá. Trong công ty mình ấy, có mỗi Thắng là tôi quý nhất đấy. Vâng. Có nhận thấy cái điều ấy không? Đã đúng là biết tôi đấy. Là tôi rất ưu tiên. Dạ. Và hôm nay cuối năm tôi là chạy show ăn tất niên. Thế cho nên là đâu rồi lẩu tôm hùm tôi biết cái thứ bỏ ra đấy. Ta ăn xong ta còn đi. Sếp ơi, sếp chờ tí. Hôm nay cái ông Ngô Xin nhà em dở trứng đòi về quê. Ông Ngô Xin. Vâng. Ôi dồi ôi, trần đời tôi chưa bao giờ tôi thấy Ngô Xin là đàn ông cả. Ôi dồi. Có mỗi nhà Thắng có thôi. Đấy, thế chứ. Nhưng mà ông này ông hay lắm sếp ạ. Ôi dồi ôi, mẹ em lại mến tay mến chân ông ấy. Ông ấy chăm lo cho mẹ em tuyệt vời luôn. Này này. Dạ. Ngô Xin là đàn ông mà mẹ lại mến tay mến chân là gay đấy. Sao gay ạ? Tôi nghi lắm. Nghi gì? Có khi sang năm là bà có em bé. Không, ôi dồi ông này ông tuyệt vời lắm. Ông ấy trên thông thiên văn mà dưới tường địa lý. Ông ấy có một cái nét rất là khỏe mạnh của đàn ông, nhưng lại có nét dịu dàng yểu điệu thục nữ của người phụ nữ Việt Nam. Ôi, đấy. Mà ông ấy kiểu như là công công ấy, ấy. Công công à? Vâng. Thế là Thái Thái đấy. Thái. Không không, ông này không phải là tên là Thái mà không phải là người Thái Lan. Không, Thái có nghĩa là Thái giám đấy. À, dám. Công là thái giám rồi. Thái giám, Thế thì cho ông ấy thêm tiền mà giữ ông ấy chứ. Tết nhất là để cho ông cụ về thì ai chăm bà? Em cho rồi. Cho cái tháng lương thứ 13 đi. Ui giời ấy, thậm chí em cho cả tháng lương thứ 16 rồi. Nhưng tiền vẫn cầm, nhưng vẫn đòi về. Ê, ôi trời, tôi chết. Thế là bây giờ, Ngô Xin họ chảnh chọe đấy. Vâng. Hiếm người mà. Đúng rồi. Thế có khi tí nữa Thắng thỉnh ông ấy ra đây cho tôi. Thỉnh. Cái người này là hay đấy. Tôi nghe là tôi thấy thú vị. Dạ. Biết đâu tôi lại thuyết phục ông cụ ở lại được. Ừ. Ôi dồi ôi, thế thì hay quá. Thế... sao lại bật bật như thế? Rồi, xin lỗi. Tôi đặt cái chế độ rung mạnh quá. Ôi dồi ôi, cái điện thoại của sếp. Xin lỗi tí nữa. Mình có điện thoại. Khổ. Thầy, thầy con đây. Dạ. Ôi trời ơi, con gái của thầy thế nấy mà thầy không nhận ra. Con hiền, con xanh xanh dờn con của thầy đấy. Vâng. Thế không không, con không về quê ăn Tết năm nay. Mấy năm rồi năm nào cũng thế, năm nay con cũng không về. Thì thầy cứ đi chơi đi, cứ đi du lịch đi. Thích chỗ nào thầy đi chỗ đấy, không phải nhớ nhung gì cả.
nhá. Mà năm nay con không về ăn Tết, con quyết định rồi con không về ăn Tết. Thôi con xin phép thầy, bây giờ con đang phải ký cái hợp đồng với đối tác. Ông cụ nhà Hiền hay lắm. Eo khỏe nhá. Yêu đời, yêu thơ văn mà thích nhảy đầm. Ôi sướng lắm. Ông cụ đi chơi suốt 4 năm nay rồi. Không có một năm nào bố con nhìn thấy mặt nhau cả, toàn gọi điện thoại thôi. Mà cái sướng nhất là biết thế nào, nhà tôi không phải thuê ô xin. Ông cụ nhà tôi thích lắm cơ, không phải thuê ô xin đấy. Cái đấy là nan giải lắm. Thế thôi theo nhá. Theo ý các cụ. Thỉnh ông cụ ra đây. Thỉnh ông cụ ra đây để tôi nói cho. Mời ra luôn ấy. Rồi. Mời luôn. Úi giời, ra rồi, ra rồi. Đây đây. Đây tôi dặn nhá. Đi trên xe là tuyệt đối không có được mở cái khẩu trang ra nhá. Cứ đeo kín đến lúc về. Còn cái kính ấy thì cứ đeo để cho nó đừng có bụi vào mắt, có hiểu chưa? Mẹ, xin giới thiệu với mẹ, bạn con à, sếp con à. Ôi trời ơi, chào cháu. Nói chào bác. Bác Hình à, dạ, giới thiệu với bác, đây là bạn gái cháu ạ. Chào bác đi về. Dạ, con chào bác. Dạ, cháu chào bác. Đây, bác đấy, bác. Dạ. Chào anh chị, là tôi xin phép là tôi về quê. Ô, bác. Bác ở trong Huế ra đây à? Ra nói ra Huế. Ông ấy thích ở coi như nói tiếng nào thì ông ở miền đấy, ông ấy già ông có quyền, kệ ông đi. Dạ, bác ơi cháu mời bác ngồi đã. Dạ dạ tôi về. Thôi thôi. Vì Thắng ngồi nói chuyện với sếp Thắng một tí. Đi. Dạ. Cháu có nghe kể về bác rất nhiều và cháu thật sự ngưỡng mộ cái sự hiểu biết của bác và bác giỏi quá. Thế thì cháu thật ra cháu chỉ nghĩ có mấy điều thôi, cháu thưa với bác thế này ạ. Là cháu nghĩ là bác thì lớn tuổi rồi. Mà bây giờ công nghệ 4.0 nó phát triển. Bác không nên để trong đầu bác cái ý nghĩ nó hủ tục, nó cổ điển quá. Ví dụ như ngày Tết thì nó cũng phiên phiến thôi. Con cháu thì gặp nhau lúc nào được thì gặp. Các cụ tổ tiên của mình có mâm cao cỗ đầy các cụ cũng chả sơi được. Thế cho nên nó phiên phiến thôi. Bác ở đây bác giúp cho gia đình mới là cái quý. Đây này, chủ cả người ta quý như thế này. Một năm trả cho đến 15, 16 tháng lương. Cháu nghĩ rằng bác không nên làm việc quá nhiều. Con cái bác phải lo cho bác, nhất là những lúc này. Ấy, bác đẻ cho lắm vào. Thế bây giờ con cái bác đâu? Cháu ơi, bác ấy được có mỗi đứa con gái thôi. Mà đến mấy năm rồi bố con có gặp được nhau đâu. Không? Một đứa thì mới phải lo nhiều. Một đứa là phải có trách nhiệm hơn nhiều đứa. Chính ra có một đứa nó mới là quý. Mà con bác là như vậy, cháu thấy nó không được. Nó là không tốt và nó không quan tâm đến bác. Và như vậy ấy, có nghĩa là bác là vô phúc đấy. Ấy chết, kìa sao em nói. Bình tĩnh nhá, cháu non. Sao mẹ lại nói thế? Tôi xin lỗi. Chị Hiền ơi, em là người bố vô phúc của chị đây. Ôi giời ơi. Ôi giời. Là thế nào? Sao thầy lại làm cái việc này? Sao thầy lại đi làm ô xin cho nhà người ta? Thầy có biết là con là sếp của Thắng không? Mà thầy lại vào đây, thầy ở đây 4-5 năm trời thầy làm ô xin cho người ta. Mặt con để vào đâu? Thầy có quan tâm đến cảm xúc của con không? Thầy có nghĩ rằng thầy làm như vậy là mất mặt con không? Thầy có nghĩ đến cảm xúc của con không? Tại sao thầy lại đi làm ô xin? Chị Hiền ạ, tôi vẫn còn khỏe. Tôi phải đi làm kiếm đồng ra đồng vào. Chị có nghĩ rằng mấy năm trời nay có những hôm tôi không ngủ được, tôi nhớ con tôi lang thang một mình 4 năm. Chị có lúc nào chị nhớ đến tôi không? Thầy, chính con mới là người đang uất ức đây này. 4 năm trời nay không bao giờ con gọi điện cho thầy mà thầy nói là thầy cần con không?
Người ta nói là con gái thì thương cha, mà 4 năm nay chị không gọi điện. À, chị có gọi điện nhưng mà chị không về nhà. Tôi không cần cái gì cả, tôi chỉ cần có gia đình, có con cháu. Cái tôi cần chị không biết được đâu. Chị ơi, tôi đã già rồi, tôi cần xô ngọt cháu con của tôi. Chị ơi, tôi đã già rồi, tôi thèm quanh quần xóm thôn của tôi. Chị ơi, quê nhà xuân về, người người nô nức, mà sao ở đây xuân về vắng vẻ. Thầy ơi, thầy nói thế ta, khiến con nghẹn nghẹn mặt cay lê xa. Nhiều khi cuộc sống xa hoa, bước chân thành thì cách chia người ta. Thầy ơi, bây giờ con về nhà mình lối cũ, vườn xưa mùa xuân đã về trước thềm. Chờ nhé quê mình, cánh đào chớm nở cúc vàng chén mông. Chờ nhé quê mình, từng đàn nến nhỏ liệm trao trên sông. Này con, nơi ấy thật tốt, quê hương ân tình một đời. Hôm nay con trở về nhà. Thầy ơi, con hiểu rồi. Thầy bây giờ đâu có cần tiền tài vật chất, mà thầy cần các con, thầy cần các cháu. Con xin thầy, thầy tha lỗi cho con biết rồi. Thôi cứ đứng lên đi con, đứng lên rồi nói. Ừ. Đấy. À mà thầy, đấy, nói xong con lại tức quá cơ, con nghĩ ra rồi, nhớ ra rồi. Hàng tháng con có gửi tiền vào tài khoản cho thầy. Gửi nhiều là đằng khác, thầy sống dư giả, không thiếu thốn gì. Công nhận với con không, con có gửi tiền đúng không? Thế sao thầy lại đi làm ô xin, con không hiểu nổi. Thì chị gửi cho em. Em là như chó giữ nhà cho chị ấy. Chị có cho cái mật khẩu đâu mà em mở được. Ôi trời. Nó không cho cái mật khẩu em mở có mở được đâu chứ này. Mẹ khổ thân. Xe quán chó trong nhà xong rồi ai hỏi xong này bỏ lên tầng 4 ấy. Xong rồi ở đây em đen trong nhà em gọi con em xuống. Trời ơi. Còn lại con lỗi nữa rồi rồi ạ. Sao con ẩu thế nhỉ? Con không hiểu sao thế. Con bận nhiều việc ấy mà. Chính ra thầy nhắc con cái. Thầy bảo là cho tao cái mật khẩu. Thế là con nhớ ra. Cho con nhiều việc như thế, làm sao mà con nhớ được cái tiểu tiết đấy được. Thầy công nhận không? Cái tiểu tiết của chị. Nhưng mà là cái sĩ diện của những người già. Các bác nhỉ. Không ai đi xin tiền con. Phải tự con, phải tự đưa chứ. Ai này đi xin tiền. Con đã nói con hiểu rồi. Mẹ cái đứa nó có tâm thì đẻ ra cái là có tâm. Còn có cái loại già bạc đầu mà không có tâm nó vẫn không có tâm. Thầy, con đã xin lỗi rồi, con hiểu rồi và con biết lỗi lắm rồi. Con xin hứa với thầy thế này này. Năm nay ấy là con sẽ lấy chồng. Để cho thầy yên lòng nhá. Xong con sẽ đẻ cho thầy mấy đứa cháu đấy, nhá. Thế chứ không đẻ không đẻ mày cứ đái ồ ồ đi nhục lắm. Mày thế mới thế nó được thì đấy tao mua gì đấy. Để tôi dạy con tôi. Mày cũng phải lưu ý nhá Thắng nhá. Chứ con già lắm rồi đấy mà chả có cháu cho mẹ gì cả. Đấy thì đấy. Cố tình đấy. Năm nay con hứa với mẹ con cũng lấy vợ. Không, đây đang nói trước mà. Đang nói với thầy à, thầy ơi thầy. Thế bây giờ con sẽ chiều theo ý của thầy. Là để chuộc lỗi ấy. Thì Tết năm nay
hay là thầy đi du lịch với con. Hoặc không thầy thích về quê thì con cũng về quê với thầy. Bây giờ đi về luôn. Về quê? Thế thì còn 4 cái tiệc nữa. Thôi nếu em đi thì anh lấy xe ô tô anh chở em đi. Giờ ơi, giờ này lại còn nhắc cái tiệc làm gì nữa. Tôi cũng có xe, không phải một mình anh có xe. Mình là anh có xe, nhà người ta cũng có xe. Cứ mình cứ tưởng ở mình nhà xe. Chăm cho mẹ già đây này. Ôi giời, mẹ. Con xin lỗi mẹ ơi, con quên. Mẹ ơi. Mẹ đây. Thôi. Sao mẹ? Để bác Hình với cả Hiền về quê nhá. Con sẽ làm ô xin, con hầu hạ mẹ, được chưa? Ôi giời ơi, con còn sự nghiệp của con nữa, sao lại làm ô xin cho mẹ là thế nào? Yên tâm, sự nghiệp của con có thể con bỏ. Kể cả là bạn gái của con có... Bạn gái thì không thể bỏ được Hiền nhỉ? Đúng rồi, không bỏ được bạn gái. Này. Hình ơi, thế bây giờ Thắng nó có hiếu thế thì em ơi chứ... Mừng quá, không biết làm nào. Thế tôi xin có ý kiến này. Hôm nay tất cả hai gia đình là đi về quê làm cái lễ gia tiên. Ô, sao lại phải làm lễ gia tiên ở nhà Hinh làm gì? Ồ, thì bây giờ cứ thắp hương khấn các cụ để các cụ chấm ai thì chấm. Ví dụ như chấm là con tôi thì lấy con bà mà thần bùa mua gió cụ bà lại lấy cụ ông. Có thế thôi à. Về nhá. Con ơi ta về quê ta đón xuân thôi. Tôi xin đưa bà cùng đi với bố con tôi. Về quê mình Tết vui hơn, về quê mình sống bên nhau. Cành mai cành quất ra hoa, cành bên cành đào. Cùng nhau về với quê hương, bà con trong xóm thân thương. Dù cho một nắng hai sương tình thân đậm đà. Thôi bây giờ chào các bác đi rồi về nhanh để muộn. Chào các bác đi về đi. Bác ơi! Khoan, cho cháu đại diện tầng lớp 4.0 ra chào khán giả với. Tấm thân nhỏ bé này xin đại diện cho tất cả các nghệ sĩ Vân Béo, Lanh Tanh Bành, Xanh Xanh Giòn, Thắng Mũi To và Sơn Hâm. Xin gửi tới tất cả quý vị, những khán giả thân yêu của Xuân Phát Tài một lời chúc sức khỏe và lời chào sum họp chúc mai một nhà. Vitamin Tina, 14 năm số 1 Việt Nam về trị nám và điều trị già. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vươn tầm quốc tế, độc quyền hợp tác cùng Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc. Trị nám Genesis Lab, trẻ hóa nguyên bào, giảm béo đáp bồ mắc refit, tăng trắng white protein X. Trực tiếp điều trị bởi hội đồng bác sĩ da liễu lớn nhất Việt Nam. Cam kết hiệu quả bằng văn bản, bảo hành trọn đời, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, hỗ trợ xe đưa đón. Tiến sĩ Hàn thực hiện với ưu đãi tri ân Tết 2023 tại Thiên Hà. Gọi hotline 0943 43 9999 nhận ưu đãi ngày. Nào, xin mời quý vị HD Collagen Drink. Quý vị ơi, Collagen Peptide 11.000mg có nguồn gốc từ cà và được chiết xuất từ mầm của hoa sen, hoa hồng và cây tẩm xuân. Collagen ở dạng nước, khả năng hấp thụ vào cơ thể của chúng ta sẽ lớn gấp 3 lần so với viên nén uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Mát lắm, nhẹ lắm, rất dễ uống. Sản phẩm HD Collagen Drink được sản xuất từ Nhật Bản, độc quyền do công ty Nhật Vi phân phối. HD Collagen giữ mãi tuổi thanh xuân. Tôi bị suy thận, da xanh xao, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, người mệt lắm ông ạ. Ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương đi. Theo khảo sát của tạp chí Kinh tế năm 2021, 92,9% người được khảo sát hài lòng và rất hài lòng với Ích Thận Vương. Ích Thận Vương dùng cho người bị suy thận.